Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy bên phía cầu thủ Marie Curie đang nhìn nhẹ hơn phía chiều cao, nhưng điều đó không có nghĩa. Lên rổ thành công. Nhịp điệu run and gun. Đường nhả về, thêm một đường nhả về nữa. Những pha phối hợp hết sức đồng đội. 24 giây và thậm chí là còn không kịp để đưa bóng lên, chứ đừng nói là dứt điểm. Tính làm cú ném 2 điểm. Nó đã có yếu tố dẫm vạch, nhưng không sao, lợi thế của Nguyễn Tất Thành đã được tạo ra. Nhưng nó cũng kết thúc chỉ trong vòng khoảng 20 giây. Marie Curie ngay lập tức đã giành lại cho mình khoảng cách 1 điểm. Tỷ số hiện tại đang là 8-7. Rất nhanh, 9-8. Ba điểm tính. Lần này thì bảng tỷ số đã cập nhật về điểm số đúng của nó, 12-10. Một tiếng ồ lên đầy tiếc nuối, nhưng sau đó thì là phá tim in. Thế với tỷ số 17-10. Và Marie Curie sẽ cần thực sự trấn tĩnh lại và tìm kiếm được cho mình những điểm số. Phải cẩn thận, phải thận trọng. Hơi tiếc khi cú 3 điểm không thành công, nhưng vẫn sẽ còn thêm cơ hội nữa. Và lần này thì điểm số đã được ghi. Động tác đi bóng rất lắt léo, những cú behind the back. Quả người thêm một lần nữa. Đột phá. Một pha xử lý đậm chất highlight. Hai người đã bị hút vào và cơ hội mở ra đơn giản để cho số 19 của Nguyễn Tất Thành có tình huống ghi điểm. Vẫn đang chờ đợi những cơ hội để có thể ném. Cố gắng dúi, cố gắng xoay người và thoát đi rất tốt. Và khoảng cách được rút ngắn xuống, lại trở về là 6 điểm. Nguyễn Tất Thành cần phải kiếm được những điểm số để có thể ổn định lại nhịp độ của riêng mình. Xâm chiếm baseline, dựa bảng tốt. Ở thời khắc quan trọng nhất. Edwin dành cho Hiếu Nguyên. Bình tĩnh nào. Cầu thủ Nguyễn Tất Thành vẫn đang có một cách đánh rất aggressive. Và tranh thủ đỡ nhau dậy. Rồi sau đó là cùng về phòng ngự thành Kylian. Không được. Cơ hội phản công nhanh chóng, hai đấu không và không thể bỏ lỡ nữa rồi. 36-32. Đàn với những bước đảo tốc của mình thực sự là rất khó chịu. Và 38 điểm, sự ông bạn giờ là điểm số thứ 40 của một cầu thủ bên phía Nguyễn Tất Thành. Cố gắng làm một tình huống đẩy bóng cảm giác. Nhưng sau đó thì Quang Bè đã đẩy chạy bóng lên rất nhanh và một nỗ lực kiến tạo. Hơi vội đến từ Nguyễn Tất Thành, chàng họ hoàn toàn có thể để đối phương lăn một chuỗi 6-0. Và liệu rằng là Nguyễn Tất Thành có thể tự trấn tĩnh lại và nắm chắc lại chiến thắng đã ở trong tay họ phần lớn thời gian. Hay giờ sẽ là cuộc lật đổ, cơ hội dành cho cầu thủ Marie Curie, nhưng đường chuyền đã bị Đặng Quang cắt lấy. Và đối phương xâm chiếm vào khu vực dưới rồi. Dựa bảng thành công. Bắt buộc phải gọi time out đến từ Marie Curie, nhưng giờ đây để có thể ghi được 3 điểm và mang trận đấu về overtime, nó là một câu chuyện khác. Còn bên phía Nguyễn Tất Thành, Thành Kylian lên tiếng với bản lĩnh của mình và đang nhận được những sự động viên và có thể nói là cả những lời cảm ơn nữa của những người bạn, những người đồng đội. Nhưng vẫn sẽ còn 6 giây và mọi sự ăn mừng nên để giây phút cuối cùng. Ngày hôm nay đã có quá nhiều những cuộc đua điểm, đã có quá nhiều những giờ phút căng thẳng, đã có quá nhiều những trận đấu mà bản lĩnh ngôi sao lên tiếng.